Chào các bạn, hôm nay Thanh Lam xin giới thiệu đến các bạn top 8 sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo là người giàu biết rằng họ giàu là nhờ hiểu biết nhiều, trong khi người nghèo lại nghĩ đó là do sự thông minh. Triệu phú tự thân Mỹ Steve Sibon đã dành 26 năm phỏng vấn những người giàu nhất thế giới và nhận ra họ luôn có tư tưởng và chiến lược khác biệt. Trong cuốn How Rich People Think người giàu suy nghĩ thế nào, ông đã nêu lên những khác biệt trong tầm nhìn của người giàu với số đông còn lại. 1. Người giàu tin rằng giàu có là quyền cơ bản. Trong khi người bình thường lại nghĩ giàu có là một đặc ân và chỉ có số ít may mắn mới có được, người giàu cho rằng họ có quyền trở nên giàu có khi tạo ra nhiều giá trị cho người khác. Điều này chính là động lực để họ tiếp tục làm việc nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. 2. Người giàu tin rằng khởi nghiệp là cách nhanh nhất để kiếm tiền, trong khi người bình thường lại nghĩ khởi nghiệp thật rủi ro. Sự thật là làm công ăn lương cũng chẳng hề an toàn hơn làm kinh doanh, doanh nhân luôn có thể chủ động nắm bắt cơ hội và tăng lợi nhuận. Tất nhiên rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không làm họ chùn bước. Trong khi người giàu làm kinh doanh và hưởng lợi nhuận từ đó, người bình thường chỉ trông chờ vào khoản tiền lương ổn định và bỏ lỡ những cơ hội kiếm nhiều hơn. Số đông mọi người chỉ muốn đảm bảo cho mình một cuộc sống bình thường với mức lương khiêm tốn. 3. Người giàu tin rằng họ giàu là vì hiểu biết nhiều. Trong khi người bình thường lại nghĩ người giàu là người thông minh. Nếu chìa khóa làm giàu là đạt điểm cao ở trường, thủ khoa đại học nào cũng sẽ trở thành triệu phú. Để kiếm tiền, bạn cần sự nhanh nhạy khôn khéo chứ không phải khả năng nhớ siêu phàm và đi thi điểm cao. 4. Người giàu tin rằng làm giàu luôn cần đồng đội. Trong khi người bình thường lại nghĩ làm giàu là nỗ lực cá nhân, người thành công luôn tập trung vào việc tìm ra những cộng sự thích hợp để cùng hiện thực hóa ý tưởng của mình. Những thành tựu vĩ đại nhất luôn được tạo nên từ công sức và trí tuệ của nhiều người. Bởi vậy, các mối quan hệ thường có ảnh hưởng tới sự nghiệp của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. 5. Người giàu tin rằng kiếm tiền thật đơn giản. Trong khi người bình thường lại nghĩ nó rất phức tạp. Số đông luôn nghĩ người giàu là những người thông minh hơn, may mắn hơn và được ăn học nhiều hơn, tất nhiên là điều đó hoàn toàn sai. Người giàu hiểu rằng tiền sinh ra từ ý tưởng và giải pháp, giải pháp càng hiệu quả, tiền thu về càng nhiều, kiếm tiền tuy không dễ, nhưng lại vô cùng đơn giản. Tư tưởng rằng làm giàu thật phức tạp đã lấy đi động lực cố gắng của nhiều người. 6. Người giàu tin rằng tiền kiếm được nhờ đầu óc, trong khi người bình thường lại tin rằng tiền kiếm được nhờ sức lực và thời gian, và cách duy nhất để kiếm nhiều tiền hơn là làm việc nhiều hơn. Người giàu hiểu sáng tạo là kỹ năng đắt giá nhất, rèn luyện trí óc để tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn chính là bí quyết để kiếm nhiều tiền. 7. Người giàu tin rằng tiền bạc cho họ tự do, trong khi người bình thường nghĩ tiền bạc đang kiểm soát họ. Người giàu nhìn nhận tiền bạc như một công cụ hữu hiệu mở ra nhiều cơ hội cho bản thân và gia đình. Ngược lại, người bình thường lại coi tiền bạc là một gánh nặng và tìm cách phủ nhận tầm quan trọng của nó. 8. Người giàu tin rằng làm việc là vì đam mê, trong khi người bình thường lại nghĩ làm việc là vì tiền. Người giàu luôn hiểu rằng làm việc vì tiền là chiến thuật tồi tệ nhất, đừng chọn công việc cho bạn mức lương cao nhất mà hãy tìm một công việc cho bạn niềm hứng thú vô tận và dành thật nhiều tâm huyết vào đó để trở thành người xuất sắc nhất, khi ấy, tiền sẽ tự tìm đến bạn.